Chào bạn, tôi Hải Bùi đây. Hôm nay tôi sẽ nói cho các bạn một vài cái nguyên tắc mà chúng ta cần đối chiếu số liệu trước khi lập báo cáo tài chính. Được không các bạn? Thì sau khi mà lập xong bản cân đối xuất sinh á, thì các bạn cần đối chiếu như thế nào để đảm bảo số liệu chúng ta đúng trước khi chúng ta lập báo cáo tài chính? Thì bây giờ ở đây tôi chia ra làm hai bước. Bước 1 là chúng ta đối chiếu cơ bản. Thì đối chiếu làm sao? Thì đối với loại 1, loại 2 á, là nó nằm số dư bên nợ, đúng không? Còn những cái tài khoản nào mà lưỡng tính á, thì nó nằm số dư hai bên. Ví dụ 131 và 1388. Còn tài khoản loại 3, loại 4 thì nằm số dư bên có. Những tài khoản lưỡng tính thì nó nằm số dư hai bên. Ví dụ 331, 3388, 421, 333. Còn từ tài khoản loại 5 tới loại 9 thì không có số dư, phát sinh bên nợ phải bằng phát sinh bên có. Được chưa? Đây là cái bước đầu tiên chúng ta làm. Tiếp theo là chúng ta xem qua là những cái sổ cái á, mà nó có đối tượng là công nợ á. Ví dụ như là 112, 13, 1331, 141, 138, 3388, 341. Thì 100% là nó phải khớp với sổ cái. Nó phải khớp giữa sổ cái với lại bản tổng hợp công nợ. Được chưa? Ví dụ như 131 nè, được không? Sổ cái của nó là nó nằm số dư bên nợ 100 triệu, nhưng mà bản tổng hợp công nợ phải thu khách hàng là gồm 10 khách hàng. Nó có bên nợ là 100 triệu mà bên có là 100 triệu, vì nó là tài khoản lưỡng tính có số dư hai bên, đúng không? Nhưng tổng lại lấy bên nợ trừ cho bên có thì nó đang 100 triệu. Rồi, vậy được chưa? Rồi, những cái sổ cái nào mà theo dõi từng mặt hàng, nhất là nhóm về hàng tồn kho nè, thì 100% sổ cái của nó phải khớp với lại gì? Bản tổng hợp nhập xuất tồn. Rồi, hiểu chưa? Ok không? Rồi, đối với lại 242, 211 và 214 thì 100% nó phải khớp giữa gì? Bản khấu hao và bản phân bổ chi phí trả trước với lại cái sổ cái này. Rồi, đây gọi là bước 1. Ok chưa? Rồi, bây giờ qua bước 2 thì chúng ta phải khẳng định lại cái số dư từ 1 tới 4 là đúng, và từ 5 tới 8 là doanh thu và chi phí là phải đúng năm, tức là chi phí năm nào ra năm đó. Đây là cái bước số 2 mà chúng ta cần phải làm. Rồi, vậy được chưa? Bước 2 là chúng ta phải khẳng định lại cái số liệu từ loại 1 tới loại 4, cái số dư nó phải đúng. Còn từ loại 5 tới loại 8 là doanh thu và chi phí năm nào ra năm đó. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào chi tiết. Đối với lại số dư từ loại 1 tới loại 4, chúng ta khẳng định số dư nó đúng bằng cách nào đây? Chúng ta đi vào chi tiết từng cái tài khoản luôn nha. Ví dụ 111 nè, không còn cách nào khác là phải kiểm kê thôi các bạn. Còn 112 không còn cách nào khác phải đối chiếu thư sách, phải đối chiếu với ngân hàng, đối chiếu với sổ phụ ngân hàng. 131 thì chúng ta gửi thư xác nhận. 1388 và 141 cũng gửi thư xác nhận luôn. Nói bạn một nguyên tắc này nè, từ loại 1 tới loại 4, cái gì mà cân đong đo đếm được thì kiểm kê, cái gì mà có đối tượng thì gửi thư xác nhận. Đó là nguyên tắc, các bạn thuộc nguyên tắc đó đi thì ứng dụng vô đây, được chưa? Còn đối với lại 151 á, là hàng mua đang đi đường, thì chúng ta phải chứng minh được là cái hàng này á, là nó chưa về kho, là của cái lô hàng nào và của cái bộ chứng từ nào. Còn đối với lại 152, 153, 155, 1561 phải kiểm kê, bởi vì nó cân đong đo đếm được. Còn đối với lại 154 nè, thì 100% chúng ta phải có bản tính giá thành. Cái bản tính giá thành này nó phải chi tiết ra được là nó còn dở dang của những công trình nào, của những cái sản phẩm nào, của những cái dịch vụ nào. Và chúng ta phải giải thích được vì sao cái số dư cuối kỳ đó nó ra được cái con số đó. Tức là chúng ta phải chứng minh cái sự hợp lý đó khi chúng ta tính, được không? Đối với thuế đầu vào và đầu ra thì chúng ta phải đối chiếu với lại gì? Tờ khai thuế trị tăng. Thì giữa hai tài khoản này thì nó chỉ có tồn tại một tài khoản có số dư trên sổ thôi các bạn, được không? Như vậy nếu mà nó có số dư 133 thì không phải nộp, còn nó có số dư 333, 11 là chúng ta phải nộp.
và nó có số dư 133 thì nó khớp với lại tờ khai chỉ tiêu 43, và nó có số dư 33311 thì nó khớp với lại tờ khai chỉ tiêu 40. Như vậy trong trường hợp nào thì nó có số dư hai bên các bạn? Trong trường hợp nào thì hai tài khoản này đều có số dư thôi, đều có số dư luôn. Ví dụ như là tháng 1 năm 2023 nè, là các bạn có số dư 33311 là phải nộp, nhưng mà qua tháng 2 các bạn không nộp luôn, các bạn thiếu tiền, kẹt tiền gì đó các bạn không nộp, nhưng mà tháng 2 các bạn được khấu trừ. Nên trong trường hợp này là cái tháng 2 của các bạn á, là hai tài khoản này nó có số dư luôn. Rồi được chưa? 211 thì căn đông đo đếm được thì chúng ta cũng phải kiểm kê. Riêng cái tài khoản 242 này nè, nếu mà nó là công cụ dụng cụ á thì chúng ta cũng phải kiểm kê luôn, để chúng ta kiểm soát được tài sản của chúng ta. Đối với tài khoản 214 và 242 này nè, thì chúng ta phải làm sao? Phải làm sao các bạn? Ngoài cái vấn đề là đối chiếu với lại bản khấu hao và bản phân bổ chi phí trả trước rồi, thì chúng ta cũng phải đảm bảo được cái gì? Phải đảm bảo được là nó người ta đã phân bổ đúng chưa? Tức là làm cái bản khấu hao 12 tháng đúng chưa? Cũng như bản phân bổ 12 tháng đúng chưa? Được chưa bạn? Ngoài ra chúng ta cũng phải xem sơ qua là trong cái bản 242 đó, là từng cái khoản mục trong đó, đó người ta đã ghi nhận đúng chưa? Tức là có những khoản đó là chi phí mà các bạn ghi vào 242 là nó không đúng. Cũng như là bên cái bản khấu hao, các bạn xem qua coi trong cái danh mục 211 đó, nó đã đúng chưa về mặt giá trị. Ví dụ có những cái giá trị nó nhỏ hơn 30 triệu mà các bạn ghi 211 là không đúng, thì chúng ta điều chỉnh, được chưa? Đối với lại 244 thì nó cũng là công nợ nên chúng ta cũng gửi thư xác nhận. Đối với 331 nó cũng là công nợ, gửi thư xác nhận luôn. Còn đối với lại 335 thì chúng ta phải có một cái bản danh sách chi tiết những khoản mà các bạn trích trước, các bạn phải có bản chi tiết đó ra. Đang nói 335 này. Vừa hồi nói 335, còn hồi mình nói là 3335 xong là thuế xong. Đối với 335 này thì chúng ta phải có một cái bản danh sách chi tiết những khoản chi phí trích trước, ví dụ như là trích trước chi phí bảo hành, trích trước chi phí tiền thưởng, trích trước chi phí đã ghi nhận doanh thu rồi mà chưa có hóa đơn. Rồi các bạn rõ chưa? Các bạn phải có một cái bản chi tiết ra. Những cái số dư chi tiết đó đó, các bạn phải biết nó là chi tiết trích trước của những cái mục nào, của những cái tháng nào, của những cái năm nào. Các bạn phải có một cái danh sách chi tiết như vậy để chúng ta giải trình cái số dư vì sao nó như vậy. Rồi được chưa? Đối với là tài khoản 341 thì chúng ta không gửi thư xác nhận vì nó có đối tượng, là chúng ta vay của đối tượng nào, vay của ngân hàng, vay của công ty, vay của cá nhân, chúng ta phải có đối tượng thì chúng ta gửi thư xác nhận. Rồi quay lại cái phần thuế nè, thì đối với lại tài khoản 33334 thì chúng ta phải biết cái số dư cuối kỳ của nó đó, nó là phải nộp. Nếu nào nó nằm số dư bên có thì chúng ta phải biết nó là phải nộp của cái năm nào, tức là cái số dư cuối kỳ đó, đó là số còn phải nộp của năm nào. Ví dụ chúng ta làm quyết toán năm 2023, chúng ta quyết toán xong phải nộp 100 triệu, nhưng mà đến 31 tháng 12 á, chúng ta đã nộp 80 triệu rồi thì nó còn số dư 20 triệu thì chúng ta biết được cái số dư 20 triệu đó là số còn phải nộp của năm 2023. Được chưa? Tương tự như vậy, thuế thu nhập cá nhân tài khoản 33335 thì cái số dư cuối kỳ đó chúng ta phải biết là nó còn phải nộp cho nhà nước của cái tháng nào. Nói chung chúng ta phải biết cái chi tiết đó ra là phải nộp cho của tháng nào, của cái năm nào, của cái tờ khai quyết toán nào, nếu mà nó nằm số dư bên có. Còn nó nằm số dư bên nợ là chúng ta phải biết nó là nộp dư cho cái của cái tháng nào, của cái năm nào. Riêng cái tài khoản về thuế nó cũng có đối tượng để chúng ta mà biết đúng chính xác về cái thuế chúng ta với lại ngân sách nhà nước á, giữa cái tài khoản thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, chúng ta theo dõi trên sổ sách á nó có đúng hay sai thì chúng ta cũng có thể đối chiếu với lại cơ quan thuế các bạn, vì nó là có đối tượng mà, đối tượng là cơ quan thuế, đúng chưa? Rồi đó là liên quan tới tài khoản từ loại 1 tới loại 4 nó có số dư thì chúng ta sử dụng thủ tục là kiểm kê và đối chiếu. Đó là hai thủ tục quan trọng nhất của một người làm kế toán, được chưa? Còn đối với tài khoản loại 5 và loại 8 thì chúng ta
trong đầu chúng ta phải luôn luôn khẳng định là doanh thu và chi phí năm nào phải ghi nhận vào năm đó. Nếu các bạn làm được cái vấn đề là tháng nào ghi nhận tháng đó luôn thì quá tuyệt vời. Thì từ loại 5 tới loại 8 nó là chi phí phát sinh. Nên chúng ta chỉ cần đảm bảo doanh thu và chi phí ghi nhận năm nào ra năm đó là được. Được chưa? Còn về mặt cách mà chúng ta kiểm tra thì nó rất là vô cùng khó khăn. Được chưa? Thì có nhiều cái tài khoản mà đặc thù á thì chúng ta có cách kiểm tra. Ví dụ, tôi ví dụ cho các bạn xem nè. Ví dụ 632. Chúng ta xem trong năm 2023 632 người ta ghi nhận có đúng hay không á, thì chúng ta đối chiếu với lại nhập xuất tồn, đối chiếu với lại cái phần bên xuất của bên bên nhập xuất tồn nó có đúng hay không. Đối chiếu nhập xuất tồn của thành phẩm và của gì? Của hàng hóa. Đối chiếu với bảng tính giá thành, nếu mà công ty chúng ta là công ty dịch vụ, được không các bạn? Thì thường thường trên bảng tính giá thành này nè là người ta sẽ làm sao ghi nhận 632 ở trên đó luôn. Xem thử coi cách đưa 632 à, nó có phù hợp với doanh thu hay không. Được chứ bạn? Một khi ghi nhận doanh thu thì phải ghi nhận giá vốn. Đó, chúng ta xem cái nghiệp vụ doanh thu thì ghi nhận giá vốn tương ứng nó có phù hợp hay không. Còn đối với tài khoản 6424 này nè, thì chúng ta đối chiếu với lại bảng khấu hao. Chúng ta xem bảng khấu hao, tích khấu hao hàng tháng từ tháng 1 tới tháng 12 á, nó có khớp với lại 6424 hay không. Đối với chi phí lãi vay 635 thì chúng ta xem coi mình đã hạch toán đủ chi phí từ lúc vay đến 31 tháng 12 hay chưa. Được chưa? Tại vì đôi lúc chi phí lãi vay của bạn tháng này nhưng mà tháng sau trả, thì chúng ta phải chích trước chi phí lãi vay. Đối với lại 515 thì phần chi phí lãi vay ở phần gì, doanh thu cho vay, doanh thu tài chính, trong đây có vấn đề là doanh thu về lãi cho vay. Nếu công ty chúng ta có cho vay thì chúng ta xem coi từ cái lúc cho vay đến lúc 31 tháng 12 á, chúng ta đã ghi nhận cái khoản doanh thu tài chính đủ chưa? Được chưa? Ok không? Hay là chi phí tiền thuê nhà, hay là chi phí tiền thuê nhà, chúng ta xem coi cái tiền thuê nhà của mình á là từ lúc thuê tính 31 tháng 12 chúng ta đã ghi nhận đủ chi phí hay chưa? Rồi, được chưa? Ok không? Quay lại cái vấn đề số dư từ loại 1 tới loại 4 nữa, thì chúng ta phải để ý tới cái vấn đề là đánh giá trên là tỷ giá cuối năm. Thì chúng những cái tài khoản mà có gốc bằng ngoại tệ á, 131, 331, 341, 112, chúng ta xem thử coi chúng ta đã đánh giá trên là tỷ giá hay chưa. Nhớ nha. Được chưa? Rồi. Được chưa? Bên trên là những cái vấn đề về cách kiểm tra số liệu cơ bản sau khi lập xong bản cân đối xuất sinh. Chúng ta kiểm tra xem á, nó đã đúng hay chưa để trước khi chúng ta lập báo cáo tài chính. Được chưa bạn? Và còn nhiều vấn đề kiểm tra nữa, tôi sẽ chia sẻ trong những video tiếp theo. Các bạn thấy video này hay, hữu ích, cho tôi được like, comment, share về tường Facebook cá nhân cho nhiều bạn cùng xem nha. Bạn nào muốn tham khảo cái sách lập báo cáo tài chính thì các bạn đọc cho tôi hai cái bộ này. Đây các bạn, đọc cho tôi cái bộ này, lập báo cáo tài chính nè. Sau khi lập báo cáo tài chính xong, các bạn muốn đọc hiểu báo cáo tài chính thì đọc cho tôi cái bộ này. Rồi, được chưa? Rồi. Bạn nào muốn theo dõi kênh YouTube của tôi bằng cách là lên kênh YouTube, bấm từ khóa là tự học kế toán và bấm vào đây. Tấn Hải Bùi, bấm vào. Rồi. Bấm vào một video xem nè, thì trong video xem này nè, ở dưới Tấn Hải Bùi á, kế bên nó có từ đăng ký kênh, các bạn bấm đăng ký kênh. Nhớ bấm cái chuông để mỗi lần tôi ra video nó hiện lên trên đây. Tôi sẽ ra video hàng ngày từ 8 giờ 30 tối nha. Rồi các bạn thấy hay bấm nút cảm ơn, mua những cái ánh động ở đây. Rồi cảm ơn các bạn, hẹn các bạn trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.